mình chào mọi người nha. Hôm nay mình đi vô nhà cô ba để mình quay nhà cô ba để cho mọi người xem nha. Cô ba cũng ở trong nghĩa địa này, gia đình của cô cũng khổ lắm. Để sẵn có dịp mình đi ngang đây rồi mình thấy cổ ăn cơm. Rồi mình quay cổ để cho cô chú bác xem vui vẻ nha. Nếu xem vui thì đăng ký kênh, chia sẻ, ấn nút chuông giúp mình nha. Kênh của mình là Tùng Nguyễn miền Tây nha mọi người. Cô ba ơi, cô đang làm gì vậy? Con cơm. Con cơm hả? Con đi ngang đây con thấy cô ba ở trong nhà ở đây ha cô ba. Nhà này nhà của cô hả? Đúng rồi. Nhưng mà nhà này là của mình mua hay là của nghĩa địa cô ba? Cái này là cũng từ thiện ta cắt. Nhưng mà có giấy tờ không cô? Không. Cho con đeo cái mít kìa coi. Cô kéo cái là áo qua giùm coi. Kẹp vô. Rồi. Cắt của đạo. Dạ. Nhưng mà đạo rồi sau này người ta có đuổi không cô ba? Thì ở đây cũng lâu năm lắm rồi mà người ta cũng cho ở chứ người ta chưa không có đuổi. Dạ, cô ba nay được nhiêu tuổi rồi cô? Nay 65 rồi. Dạ, cô có được mấy người con rồi cô ba? Có hai đứa mà cũng đi, nó ở riêng, nó không có ở nhà, nó bỏ từ thở giờ. Nó đi đâu cô ba? Nó ở với bên chồng. Vậy nó có giúp đỡ gì cô không? Không. Hoàn cảnh của cô gì cũng đủ ăn hả? Thì cũng cứ người này kia cho gạo, cho thóc rồi. Nhưng mà các cái thì đi mần vậy là kiếm tiền mua thuốc uống. Nhưng mà cô ba làm công việc gì vậy cô? Cô chia sẻ với con đi con. Lúc trước thì mần hồ. Giờ mần hết nổi thì đi chét ron. Dạ, chét ron gì cô ba? Chét ron mã luôn. Mã hả? Ừ. Dạ. Vòng vòng đây mộ nhiều cô có sợ không? Không, bình thường rồi, giờ cứ sống cũng quen rồi. Lúc khó khăn thì ở giữa hai chả mã nữa mà có gì đâu. Ủa lúc trước là cô ở đâu nữa hả? Cũng ở đây luôn từ hồi năm 91 tới giờ. Nhưng mà ở kẻ mã là có nghĩa là cô che liều cô ở che không? Che liều ở đó tạm. Lúc đó là có con gái gì không cô ba? Cũng có mình luôn. Dạ. Để con đi vòng con quay cái nhà cô ha. Ngày gió mưa có bị tạt không cô ba? Nay cắt lại hết tạt rồi, hổm thiện tràn vô nên che hết rỡ rồi. Vậy cái nhà mình này là tiền của cô hay là có bên đạo phụ không cô? Hôm đó bên phụ nữ xã nhờ bên thiện nguyện của đạo đưa từ thiện đó. Dạ. Cắt giùm. Dạ. Cái này sao to nó hoàng hoàng như vậy mà cô không giờ gỡ hết nổi rồi. Cô không gỡ cái này ra mưa nó tạt hết. À. Sao cô nuôi mấy con gà mà bằng ngày cô để điện chi vậy? Nó chỗ rộng cho nó thấy đường. Trời ơi, bằng ngày mà thấy đường vậy? Nhà con cho ấm nữa. Dạ. Còn ở đây là cô cũng nuôi gà luôn hả? Nuôi gà, hôm rày bán cũng lai ra kiếm tiền mua thuốc uống á. Có nghĩa là kẹt tiền là xách con ra chợ đúng không? Đúng rồi. Xách con ra chợ là về có tiền mua đồ ăn, mua gạo đúng không cô? Mua gạo, mua đồ ăn, mua thuốc uống vậy thôi. Nhưng mà ở đây giờ đâu còn nhiều con đâu? Thì bán mới hết á, còn mấy con á, nhỏ quá bán hết được rồi. Trốn rồi trong kia không thấy con nào luôn? Có 5 con nè, giờ còn 5 con. Dạ. Thì cũng lây lắc làm bậy nó kiếm sống. Vậy là thu nhập của cô ngày được nhiêu cô ba? Thì ví dụ như có bữa nay là có 80.000 hả, có bữa nhiều thì được 120, còn ráng tới chiều tối nữa thì được 160, chứ cái 40 vậy đó. Đấy thì tăng lên nhiều quá thì được nhiều chút, còn không ấy thì có 80, có chiều khi nhận qua có 40. Dạ, cũng như tùy theo ngày phải không cô? Tùy theo ngày. Nhưng mà cô ở trong giữa nghĩa địa này cô có sợ ma không? Giờ biết thì cũng hết sợ rồi. Nhưng mà cô hỏi cô thật nha. Thiệt. Hồi đó giờ có ai nhát cô không? Chưa. Chưa. Có không có gì, có không gặp luôn hả cô? Không gặp mà không có bị gì luôn. Dạ. Vậy là chắc cô nặng bốn vía.
thì cứ mình tin tưởng người ta với mình cũng nhau thôi, thành thử ra cũng không có đánh đổi. Không phải, có nhiều dí nhẹ thì mình không ghẹo người ta thì người ta cũng, ví dụ người ta cũng nhờ giả mình hay là mình thấy người ta vậy đó, chứ không phải là người ta nhát mình. Chứ cũng không có thấy, cũng không thấy mà cũng không có gặp gì hết trơn. Này hôm đó rồi che tấm tăng ở đó rồi. Bữa nay có tôn đàng hoàng rồi, cũng đỡ rồi nè. Nay đỡ rồi. Thì mới dạ. Mới cắt này bên từ thiện cắt này cho được 2 năm. Có cái nhà gì dư tiền à, cô ba? Cũng không biết nữa rồi, không nghe nói thì giờ người ta cắt lên cho lành lẽ ở thôi. Nhưng mà cô này cô mua gà con nghe cái mùi nó hôi quá. Tại vì cái nhà mình nhỏ quá, cô phải dọn dẹp hàng ngày chứ không phải thì nó hôi. Thì mới dọn dẹp. Dạ. Bây giờ lại nghỉ luôn hay là còn đi làm không cô? Giờ về là nghỉ rồi đó. Dạ. Còn cái mùa nào mà cô làm đắt nhất? Cái tháng Thanh Minh. Thanh Minh là tháng 3. Tháng 2, tháng 3 đó. Tháng 2, tháng 3. Mặn đỡ đỡ một chút, còn ngày ngày thì mặn gì bình thường. Lúc đó mặn hồ đi xây mã rồi thì cũng có tiền. Còn giờ đi ron thì nó ít tiền chút. À, vậy cô cũng xây mã được đó hả? Được luôn, biết làm từ nào giờ ở đây mà. Cô có đi hốt cốt không? Không. Không. Ơi, chỉ như giờ cũng như chôn xuống cái mình đi mặn vậy đó. Dạ. Chứ giờ rồi 2 năm nay nó cái hai cái đầu gối nó đau quá thì đi cũng được, được cái nghỉ luôn. Nhưng giờ đi trét ron lết lết đi trét bậy nữa. Chứ giờ ở nhà cũng đâu có tiền đâu. Mình trét ron vậy là một bộ là được nhiêu? Một bộ là 40 ngàn. Nhưng mà cái ron đó là vốn của mình hay là của? Coi như của bên đạo hết. Bên đạo hết. À vậy là cô làm cho đạo. Làm cho bên đạo. Chứ cô không có lãnh riêng được hả? Không, làm cho hợp tác không mà. Nhưng mà ví dụ như con là người khách nè, con vô con thuê cô ba làm mẫu cho gia đình con đi, thì bên hợp tác ta đâu có biết đâu. À đúng rồi, đi làm riêng ngoài thì được mấy trăm ngàn. Nếu mà làm riêng vậy thì mới có tiền chứ làm một năm thì chỉ có mùa đó, có tháng, có nửa tháng đó mà làm hơi nhiều nhiều tiền chút vậy đó. Sao thì, bên hợp tác xã trả rẻ quá vậy cô? Thì thay vì mần công á, thì vụ lạnh có 8-9 triệu gì cái ngô một thôi. Rồi cái kiểu mướn mình mần lại á, thì có 900 ngàn tiền công mà thợ nữa làm hồ á. Dạ. Thì thợ hồ nó mướn lại mình ron lại là 40 ngàn. Dạ. Thì nó rẻ vậy đó. Thì bên đây của đạo mà. Nhưng mà con thấy ron cũng nhanh, một ngày cho cô làm 10 cái á. Có 3 cái à. Có 3 cái hả? Không có làm nổi. Làm có 3 cái à, còn nhiều người khác làm thì 2-3 người làm lẫn. Nhưng mà cái đó chia ra chứ nếu mà làm cái đó con thấy cũng nhanh mà. Thì chia ra thì coi như là 2-3 tiếng cái, 2-3 tiếng cái vậy đó. Dạ. Như sáng giờ là có 2 cái à. Vậy à, vậy là giờ nghỉ luôn ha. Giờ là nghỉ, giờ là nghỉ luôn rồi. Giờ nghỉ cô làm gì? Giờ ở nhà. Ở nhà. Nhà chăm chút mấy con gà vậy đó. Cái này phải cô dọn sạch sẽ để cái mùi phân nó đừng có hôi, chứ hôi bệnh chết. Rảnh thì nghỉ rồi cái mới về dọn. Dạ. Vì buổi sáng mất đi làm thì về dọn. Dạ. Cô nghe cái cô kế bên á, cô cũng hay cho gạo cô hả? Đâu mà, thì ai cũng cho hết á. Cô hồi nãy hả? Dạ. Bả nãy thì bả tính cho tiền, trưa nay đi mua bảo hiểm nữa. Dạ. Mua bảo hiểm gì hả cô? Mua bảo hiểm y tế á. Cái đó là bao nhiêu tiền không vậy cô? Thay vì hổm có 805 mà nay nghe nó 900 mấy rồi không biết. Dạ. Cô nó cũng tốt quá ha. Bà đi ở đây có mình rồi cái kiểu bà qua lại bà cũng thấy bà cũng thương á. Đâu có phiền hà với ai đâu. Dạ. Tối ngày đi tối thì đi sớm về tối không vậy đó. Tại vì con đi ngang đây thì con thấy cô hoàn cảnh thấy cũng khó khăn quá thì con quay lên. Thì cô chú bác nào có thương tình thì giúp gạo hay là giúp mì gói gì á cho cô cũng cũng đỡ, vì cuộc sống giờ thấy ai cũng khó khăn hết. Thì đúng rồi. Dạ, không ai đủ á. Dạ. Vậy con xin chào cô nha. Rồi. Chào cô để con đi về có công việc.
Rồi con chúc cô là sức khỏe với bệnh tật đồ nó qua mau nha cô. Dạ. Vậy con cũng không có gì, thì kênh của con là mới làm, con cũng không có gì để tặng cô. Rồi, cảm ơn. Con gửi cô cái này uống cà phê. Cô này chắc chút đi mua mấy dĩa thuốc đây. Dạ thì con đó là thuốc bao tử. Chia sẻ cô vậy đó, thì bữa nào có dịp thì con ghé thăm cô sau. Dạ. Thì con chào cô và xin chào mọi người nha. Chúc mọi người bình an, hạnh phúc ạ. À.